Tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Vinh, lượng khách đến mua xăng dầu tăng đột biến, nhất là vào thời điểm trước giờ đi làm và sau giờ tan tầm. Nghe tin là xăng dầu ngày mai lên thì dành chút thời gian để đi đổ bình xăng dầu để cho đỡ đi chi phí. Nghe tin là xăng dầu lên giá cao, cho nên tôi phải tranh thủ ra đổ một bình cho đây. Dù lượng khách có đông hơn, nhưng qua quan sát của chúng tôi tại các cửa hàng xăng dầu ở thành phố Vinh, không có tình trạng găm hàng, bán nhỏ giọt. Người dân đến mua xăng dầu, cơ bản cũng chỉ đổ đầy bình đang đi. Không có hiện tượng đưa can hoặc thùng đến để mua tích trữ như một số lần tăng trước đây. Ngày hôm nay là khách hàng cũng đến, cửa hàng đổ là cũng rất đông, nhộn nhịp và cửa hàng đã bố trí cho nhân lực phục vụ cho khách hàng đổ tại ngày hôm nay. Do cái giá nhiên xăng dầu thế giới nó tăng cao nên sẽ dự đoán ngày 11 tháng 3 là sẽ giá sẽ có biến đổi tăng. Tuy nhiên là cái việc tăng bao nhiêu thì cũng không biết bởi vì đang còn có những cái chính sách hỗ trợ giá của nhà nước nữa. Còn về phía công ty thì đảm bảo đủ các cái nguồn hàng cung cấp cho hệ thống bán lẻ của các cửa hàng cũng như là cái nhu cầu khách hàng tiêu dùng hàng ngày ổn định của công ty. Giá xăng dầu hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay và nếu được điều chỉnh tăng vào ngày mai thì đây cũng là lần tăng thứ 7 liên tiếp và là lần tăng thứ 6 liên tục kể từ đầu năm đến nay.